Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm nay tiếp tục ghi nhận lượng lớn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng gần 21% so với năm 2022. Nhóm chờ thủ tục giải thể tăng xấp xỉ 29%. Bình quân mỗi tháng có 14.400 đơn vị rút lui khỏi thị trường. Kinh doanh bất động sản đứng đầu lĩnh vực có doanh nghiệp đóng cửa nhiều nhất, gần 1.300 đơn vị, tăng khoảng 8% so với năm 2022. Điều này cho thấy, địa ốc vẫn có một năm khó khăn. Bình quân mỗi tháng, 107 doanh nghiệp ngành này phá sản, trong đó số lập mới giảm 45% trên 4.700 đơn vị.